Rồi mấy chú cháu xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Sáng nay mấy chú cháu mình đi bẻ mấy trái khế chua về mình trộn với ba khía ăn cơm sáng nha cả nhà. Ở đây có cây khế trái quá trời luôn, giờ mời cả nhà mình đi bẻ mấy trái khế với chú cháu mình nha. Quá trời trái luôn anh Quang, từ trên xuống dưới luôn quá trời luôn nè. Chụp bốn trái kia kìa, nhánh này nhánh chừng cỡ 40 kg không. Mình vẽ khế thì mình sẽ chọn mấy cái trái mà nó hơi hường hường xanh xanh đó cả nhà, để mình trộn ba khía cho nó ngon. Còn mấy trái chín là mình chỉ ăn sống thôi. Bốn trái trong lô mấy cái trái chín quá nó bị sâu. Nè như trong này bẻ được. Ồ em thấy kìa trên đó kìa anh Quang. Bốn trái vào trong ở đầu bạc trên này. Đúng rồi. Trên này nè. Đó đó bên đó thôi kìa. Cao quá, cầm gỗ cho con hái coi. Sắp nó cũng không có lợi thế. Cái đúng gì không? Là nó chua chua gì nó êm này hả ba? Đó, rồi mấy bên kia nó kìa đúng không? Đó, đúng rồi đó, mấy trái nó ngon lắm luôn nên ngồi. Hôm nay đem vàng theo đủ không trời, anh khế trả vàng mà cái này quá trời khế vàng đâu mà cho kịp. Hồi nãy anh Quang chọc rồi, Út nói Út ơi, Út giới thiệu đi Út. Út nói gì nè, nói với cả nhà nè, bữa nay giờ chú Út thì có một mớ vàng đem lên đổi khế. Tại mấy trái khế này nhà mình không có trồng, mình đi xin đó cả nhà. Cái này đâm muối ớt ăn như đạn á, ăn sống như đạn á. Sao anh Quang? Đúng không? Cái này cái chua hay cái ngọt? Cái chua phải không? Chua. Cái này ăn nó mới đúng bài. Đúng rồi. Chứ cái ngọt nó ăn thấy gì nó giữ ta khía không hợp Út rồi. Đây là chín mùi Út. Cái ngọt không chưa? Mà này để ăn chua nó ngon hơn. Tại cái này cái chua mà mình để chín thì ăn cũng đậm. Út bẻ một hai trái vàng về mình ăn sống chơi Út ơi. Dạ, trái dưới luôn luôn. Hai trái đó cây hai đó. Út chọc ra ngoài đây. Trời ơi, ăn rồi chứ mình bẻ nhiều quá mà mình ăn không hết á thì nó phí lắm cả nhà. Bây giờ mấy chú cháu mình cũng được một gỗ rồi. Tính ra anh Quang mới bẻ con tay, Út bẻ con tay một gỗ trùng ngủ vậy. Này của Út nãy cây hai nè. Này cái trái nhỏ nhỏ này 5 chỉ. Nãy mấy chú cháu mình có đi bẻ mớ khế cho cả nhà về để trộn ba khía. Thì mình có chuẩn bị thêm miếng thịt ba gọi với lại mấy con tôm xong nè. Đó, bây giờ băng đang bắt cái nồi nước nêm nếm vô ít muối với lại cho cái củ hành tím vô mình luộc thịt trước. Giờ em cho củ hành tím đừng phèn với muối vô để mình luộc thịt. Miếng thịt ngon quá trời anh Quang. Ngon đúng ba gọi luôn hen. Giờ mình luộc thịt trước, còn cái mớ tôm xong này chút xíu cái thịt gần chín cái mình cho vô sau. Tôm xong thì nó cũng không được bự cả nha. Băng mua hôm qua tới giờ đó, để trong tủ lạnh nè. Bấy nó cũng bớt tươi vậy. Đủ thứ chân lộn xộn. Giờ để đây chút xíu nó luộc thịt xong cái mình luộc luôn. Để ăn mấy cái món mà gọi là trộn ba khía như vậy thì mình lựa mấy trái khế chua trộn nó sẽ ngon hơn. Mấy trái khế chua thì ngon. Bữa nay băng chuẩn bị hai hũ ba khía. Đây ba khía nhà làm mình đang bán này cả nhà. Bà con có sử dụng thì liên hệ số điện thoại băng để trên màn hình ha. Hũ này là hũ 750 g. Đem ra hai hũ như để hơi cái hũ không ăn đủ thì mình làm hai hũ luôn. Tại vì cái này mình trộn cũng mấy mình để lại mấy bữa trong ngăn mát tủ lạnh đó cả nhà. Cho nó thấm để gia đình mình bữa nay đang ăn với thịt luộc khế chua. Hai ngon lắm. Hai đêm rồi đó anh Quang. Hai đêm rồi. Cái mẻ đó là hai đêm. Cái hũ này là 750 g. Là cái và nước luôn. Còn mình có hai cái quy cách đóng hũ là hũ này với lại một hũ lớn hơn. Hũ lớn hơn là 1.4 kg. Bà con mình có nhu cầu sử dụng nhiều thì mình sử dụng hũ lớn. Còn nhà ít đó thì mình mua hũ nhỏ. Tới đâu mình bỏ ngăn mát tủ lạnh tới đó thì ăn nó thấm nó ngon lắm. Còn bà con mà có khi mua ba khía rồi mà không có khế chua thì liên hệ chú Út. Chú Út cũng mới đổi vàng về đó, bà con cứ đổi vàng với chú Út, chú gửi khế lên cho bà con. Ok thôi. Được không Út? Ok. Út nói ngon à, Quân nói cái này Út thấy im rồi đó. Để số điện thoại Út lên ha, cho tao đổi vàng ha. Lộn luôn. Mình trộn ba khía thì cái mớ khế này chắc không hết đâu, thì mình cứ gọt đi, rồi có gì mình đâm với ớt mình ăn cũng ăn được. Muối ớt nè, rồi mắm guốc đồ đốt. Khế đã. Quá trời khế ngon. Khế ngon hơn không? Khế này hồi trưa nhà cậu ba đó, nhà gì dạ. Trời trái cỡ gần nửa ký á. Dạ. Trái dữ lắm, bắt bự, cũng như bự nè, mà nó dài vậy nè. Trái gần nửa ký.
mà khế chua đúng không mẹ? Khế chua. Dạ. Chua mấy trái. Khế chua trái mới bự. Khế gốc tới giờ còn mấy chục năm. Khế ngọt trái rau chua chua bằng. Đó bự lắm mà giờ bứng bứng lên già nó hơi teo teo mình không biết chăm sóc á. Dạ. Giờ bứng bứng ra để trước cửa nhà khách á. Còn không? Có. Chị khế thấy mừng mẫn ha. À, ngon rồi. Bữa nay thấy gọn quá hả Út? Làm gì cũng nhanh gọn ha. Có mấy chú cháu mình đi bẻ khế lâu à. Tại vừa đi vừa nói chuyện vừa tán dốc. Mà nếu em tính lại là không có nhanh nha. Nếu mà bỏ công ra làm ba khía này mình cộng thời gian vô làm ba khía là không có nhanh đâu ạ. À, tại vì mình làm ba khía trước. Ba khía này bà hổng bán này là băng làm này cả nha. Một hũ vừa 750g. Băng để cái này cũng 2 đêm rồi anh Quang. Để là 2 đêm rồi. Để trong ngăn mát tủ lạnh á. Để trong ngăn mát cái nó đặt quẹo lại. Nó sạch lại. Giờ băng đổ ra. Nó sẽ đặt vậy nè. Cả nhà thấy nó lền lền vậy chứ thực chất là nó không quá ngọt đâu nha. Theo khẩu vị miền Tây nhưng mà không quá ngọt đâu. Quá hấp dẫn luôn. Thấm ngon. Nãy ông ăn thử cần thấm ngon thật. Bắt kia để 2 đêm nè cả nhà. 2 đêm là thấm ngon. 2 đêm cái thịt cái bắt đầu nó thấm vô trong đây nè. Nhiều đêm thì nó càng thấm nữa đó cả nhà. Rồi mới 2 đêm thôi. Nè, băng thì băng khoái ăn cái chỗ cái càng bự tay trắng nha nó mặn á. Rồi mặn mà cái có cái độ béo. Ăn xong nó béo. Cái càng bự nó có cái độ béo. Nè mấy cái con như vậy thì nó thịt lắm nè. Thịt đầy đầy không à. Chiếc này ba khía ngon. Dạ. Hai hũ hay ba hũ? Rồi. Giờ khế mẹ sắc xong rồi, giờ mình cho vô trước phần nửa đi. Cho phần nữa đi, dạ chắc nhiều đó rồi mẹ. Nhiều đi, rồi. Ồ, đẹp quá. Em cho miếng rau gầm vô. Còn mình trường ít khế chua ở ngoài em không? Ai thích ăn chua thì mình kẹp ở ngoài. Mẹ lấy con cái giá nổi dài. Cái ba khía này là bà con mình mua về như mình gia đình mình là đổ ra ăn luôn, không cần trộn thêm gì nữa. Có nghĩa là bà con thích khế nè, hoặc cóc nè, hoặc xoài nè, hoặc cà pháo gì mình cho vô lại thì mình biến tấu lại mình ăn cho có bổi á. Chứ ba khía này là ăn với cơm trắng luôn rồi, nó không cần thêm trộn thêm gì đâu. Tại dưới quê mình thì có khế nè, thường thường ba khía trộn khế đâu để ăn cơm hoặc là xương xương á, bà con người ta hay là thêm cóc trên này thêm kia gì vậy thôi. Xoài cũng ngon. Xoài, cóc, chua gì đó, cà pháo gì đó. Thế rồi thì mình bỏ vô gì thôi chứ thịt chắc là cái hũ ba khía là đem ra là ăn cơm liền, không cần trộn gì hết. Cái nhà mình có xoài non, trộn vô ăn ngon lắm. Ừ, xoài non. Thế thì chắc được hết luôn ha. Ừ, còn cái phần mà mẹ là sắc rồi đó, mình sắp ở ngoài dĩa đi. Chứ mình trộn vô đây là thấy cũng hợp lý rồi. Xuất sắc quá, bữa nay được mấy trái khế chua ngon quá trời ngon. Hồi nãy cái phần ba gọi luộc chín này nãy băng có cho tôm vô luộc luôn. Giờ hai cái nó chín một lượt thì giờ mình sẽ vớt ra hết. Tôm thì mình sẽ lột vỏ ra. Lột mấy con tôm nữa mình ăn cơm nha Út. Lột nó kìa. Còn lột mấy con tôm nữa quá. Nói đi ba. Cái gì đẹp chưa? Ok ha. Cái ba khí em sắp ra hai dĩa. Em sắp ra hai dĩa cho chút xíu nước lên cho nó thấm. Còn nước phần còn lại em múc ra mấy cái chén gì nè. Để mình chấm thịt cho nó dễ. Múc và có khế vô luôn nha. Mấy miếng khế này trong này thấm lắm nè. Hai hũ nửa ký, hũ nói chung là một dĩa hũ ha.
Dạ. Nếu mà nước lớn thì mình chạy máy luôn ha anh. Bây giờ bà con đẩy côn là chạy máy được luôn á cả nhà, nước lớn lớn á, còn nước hiện tại thì nước đang giật chạy không được. Phải đứng ở dưới đẩy. Dạ. Ở quê mình thuộc huyện Gò Quao của Kiên Giang, thực ra là cũng có gọi là mùa nước nổi. Thì xung quanh vòng vòng ở xóm mình ở đây thì cũng bà con đi làm mấy cái nghề đẩy côn đồ, người ta đi cũng nhiều lắm. Đặt vớn, đặt 12 cửa ngục. Mà năm nay cảm giác như nước không cao quá cả nhà. Hiện tại nước thấp. Đó. Như anh đó anh đẩy khi mà con cá nó đụng cái mấy cái cây cây đó đó thì nó sẽ chúi xuống. Nó chúi xuống thì mình thấy thì mình lại mình nôm mình mò. Bữa nay thấy vậy mà hấp dẫn ha. Làm cũng lẹ. Bữa nay mình làm mini, ăn xong là xong bộ xong luôn á. Không hết nữa, tôi chứ anh ngon nói xong cái gì. Hay chứ không hết, bà khía nhiều lắm. Để ăn buổi chiều luôn. Mấy tôm xong là đủ thứ cỡ hết trơn. Rồi, giờ múc hai cái tô súp nó ra nữa là ăn cơm. Rồi, gia đình mình sáng cũng chuẩn bị xong rồi nha cả nhà. Có hai dĩa ba khía trộn khóm nè. Cái phần nước ba khía thì mình múc ra chén để chút xíu nữa mình dễ chấm. Thịt luộc với lại tôm xong. Tôm xong mình luộc luôn. Giờ múc canh nữa gia đình mình ăn cơm. Chị Ly có nêm nếm này nè, rồi có cho ngò gai vô với hành phi vô. Để mình hút cho nó chân chân. Rồi chưa? Rồi, chưa? Rồi đại đại gì đi. Nhà đông đông quá cũng không biết đường sắp không. Rồi, mình chầm chầm ăn cho nó vui. Ăn là luôn luôn lúc nào ăn được hai mâm luôn luôn mà ngồi ở giữa. Anh giám đốc xây dựng mà. Bữa đó mấy chú cháu mình đi ăn cơm quán cơm đậm đàn á, bà con thấy anh Khải bỏ ông quần cầm cái sách cặp táp á. Ờ giám đốc à, giám đốc xây dựng à. Giám đốc chứ không dám làm cả nhà. Rồi gia đình mình mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Cơm. Mời cả nhà ăn cơm chưa? Làm gì giờ ta? Lụm miếng bà ngồi đi, bà ngồi rồi phải lụm cái trước cái. Lụm cái càng cái đó. Càng đúng. Lụm cái càng cái đó. Sao biết hay với người anh em? Này là nước ba khía hả? Ba khía nè, nước ba khía. Chạy nước miếng à. Nhai dữ vậy, nghe kiểu kiểu vậy. Mời cả nhà nha. Dạ. Sức nhai của còn tốt quá ta. Nha. Bà khía cả nào phải nhai được hết trơn. Biết sao gan út cứng cáp không? Gan ba khía nhiều nè, có muối làm chắc gan. Có gì ăn, ngon hết thế kìa. Chầm chầm đi em. Mặn này mà ăn kẹp miếng khế. Miếng khế chua quá. Khế khế chua đúng không? Khế chua, khế chua. Không chua. Em thấy không chua. Rồi, miếng bự quá. Cái miếng mà em sắp dưới dĩa là không có trộn, còn mấy miếng trong chén là có trộn. Khế được. Ngon lắm, ngập luôn Út, không mặn. Ngập. Cảm dụng miếng ớt đó nữa. Quất nguyên trái luôn. Trái gì? Trái ớt á. Thì quất nguyên trái còn phụ không? Cụ lẳng mà. Dạ thiệt. Bùng bùng lỗ tai. Nổ bên này. Em lấy nguyên cái nhánh này đi. Cạn. Nửa con, cái này nửa con mà nó có nhiêu rồi. Cái này nửa con. Chắc hết rồi. Chắc rồi. Putin nó bảnh thì bữa nay chan cái nước súp canh. Ăn với lại tôm thịt. Em đặc biệt là em khoái cái gàng bự. Nó mặn mà càng béo. Nó mặn mà nó béo anh luôn. Nó mặn mặn béo. Không bà khía không mặn. Mình chọn nó cũng thấm hơi hơi á anh cả. Anh này cho em chén cơm nữa. Thì xuống chén à. Nhanh gì không ạ? Đồng độ quá, ok luôn. Chắc nước súp mẹ hai nêm ngon hả Tiên? Mấy điểm con, nước súp. Mới mua cho hộp phẩm này rồi, chén nước súp chỉ có 2 điểm. Bộ tin mà, không công tâm đâu. Cơm rồi. Combo. Bỏ nhẹ nhẹ trái ớt vô nữa. Ngon
hai măng chua không được đó. Đã được cái khế trộn á. Dạ. Cái trộn á, cái trộn nó bớt chua. Không có chua. Chắc dưới. Rồi em không chua. Mình làm hai loại. Nước cậy nè. Không chua không? Quá thì hợp lý. Cả nhà ăn cơm. Hơi mọi người, tại vì cái này là Út bao thầu cái phần khế rồi, mọi người hơi đưa chỉ hay chỉ nha. Tại vì Út hồi sáng khế là phải trả mấy cây rồi. Okay. Người giờ ăn xong phải mấy trả cây. Lại chút, người già chỉ. Một cây hai luôn à, ăn khế trả vàng nè. À. Em thì em thích chấm cho ngập luôn rồi ngập miếng khế. Tại vì cái ba khế nó cũng không mặn lắm đâu, cái nước ba khế không mặn lắm. Không, chứ nói thiệt luôn á, hồi nãy là mình nói là lúc mà Vong ăn chua mà chẩu quá, lúc chua nó chắc về đó, khế mà trộn với này ăn chua chắc ăn được đâu. Dạ. Trộn cho đẹp thôi mà thật sự khế rồi ăn quá im luôn á, nó không chua. Hồi nãy tại con lửa cái trái xanh con ăn. Ăn kiểu thuốc Út mà. Thuốc luôn. Nói về đồ ăn chua ở đây không chắc không ai ăn chua lại con. Ăn dữ lắm. Không ăn chua thiệt. Thấy hàng mấy lần giận khóc ạ. Hồi nãy Út đeo theo em cái muốn khóc luôn. Chua. Khóc tiếng Pháp luôn. Chua thiệt. Nói cho mẹ ăn hả? Không. Ủa? Ăn gì? Ăn nước cái một cái luôn hả? Ừ. Nước bà khiếm, quay vừa ăn. Nó có cái độ cay mà nó đã. Món này cũng bắt cơm hết anh Khải? Bắt cơm lắm. Ăn đi con, ăn tôm đi. Ăn đi con. Hôm qua nhà bà ngoại nấu cho tô mì ngán tôm hay gì rồi. Làm sao? Để thì nước chan vô đúng không? Ừ. Mà trời ơi, mình chấm với nước mà khía ngon. Lần đầu tiên ăn luôn nè, thiệt luôn á. Đâu có chấm luôn không? Hồi trước có bà khía ăn là vui vậy hết. Chứ bà gọi ít có bà gọi đồ ha. Bây giờ mình chế biến thêm để ăn cho nó hấp dẫn. Cái này là cũng là thực đơn món nhậu nữa nó đúng. Này nè, cái này nè phải chụm gì đó. Em không nhậu mặn mặn nè, uống bia nè chịu nổi cần. Bia nào chịu nổi không? Bia nào chịu nổi mới chịu rồi. Không, bia Kiên Giang mà chịu nổi hay là bia nào chịu nổi, chứ còn bia Ken là chịu không nổi là chết à. Bia Ken túi chịu không nổi. Thì đó, chịu không nổi là chết à. Giám đốc xây dựng nói chuyện cái như đạn trời. Hôm qua mấy đứa mẹ nói vụ mà tôm này là luộc cho cô Tin ăn qua, lý do là mình mua hôm qua tới giờ đó. Tính mấy chú cháu đi bẻ cái hôm qua mà cái sáng cái đi chợ về xong cái thằng Vinh Quang có công chuyện đột xuất cái chạy đi gạch giá, cho nên là tới bữa nay mới đi bẻ khế làm món này nè. Mà hên cái là tới bữa nay có Thiên Minh Khải về ăn cơm nó vui. Đúng bà gọi à, béo. Lâu lâu nghỉ rồi, sáng ngày em đãi bà gọi, chiều có gì hú em về qua nhà ăn cơm lại. Anh có mua nữa cái sọ heo. Gì hả? Ừ. Vì em còn mới mồi bén nữa, chiều nay hai anh em mình góp gió thành bão ha. Lộm à. Kèo này thơm mà ta. Ủa vậy là chắc Út hùng bia hay gì nè, tự nhiên Út nói Út thơm mà ta. Ừ, ngon, mình mua bụng nếp uống là được gỗ. Bụng nếp là ngon á, cũng ngon. Hai uống luôn nếp chưa? Chua. Đó, ngon lắm, cũng dễ uống. Đục á hả? Nó thơm anh coi. Có uống rượu nếp mà đục á. Ừ, nó đục giờ nấu đục. Dễ lắm. Mình nấu cái thỉ hay gì đó. Thỉ đúng chân ngon quá. Ba khía này ăn biết nào ngán không? Ăn biết ngán. Út cơm hầu như tuần chắc không, bữa sáng ăn sáng cơm ba khía 3-4 ngày. Dạ. Dạ alo. Nước đổ dầu có ớt có mà. Qua trời đã ha. Chấm cần sẵn nghe. Luôn đã. Dính ớt vô là nổ tay đó. Ba khía thịt vẫn ngon hơn tôm. Dạ ba gọi mãi đỉnh mà cha. Thì mình trộn là vừa ăn cho bà con luôn mà. Khía thịt thơm vậy. Nếu mà pha miếng này khía này con trộn luôn, khỏi con khỏi trộn rồi mà, nếu con trộn cũng năm nay lâu nó cũng vẫn ngọt luôn. Dạ. Thấm luôn. Thấm luôn á. Tức là bà con mua ba khía này về thì bà con chỉ cần thích xoài hoặc là khế hoặc cóc non rồi đó, là cho vô là trộn thôi. Còn không cần thêm gì đâu. Còn mấy thì ăn cơm trắng luôn, khỏi trộn gì cũng được. Tại mình nấu cái nước chanh đường vừa ăn luôn rồi.
cái này mà cái độ chua nó vậy là vậy, không lên men nữa đâu, bị gì dạ. Đồ chín mà dạ. đường chín là nó không bị chua nữa dạ. Nấu một nồi cơm để cho nguội, gọi là cơm nguội giấc trưa ngủ nước vậy á, đẩy một chén một chán này vô nửa ba khía cái dạ. Mặt chết luôn, không ngủ tiếp ngủ nữa hả? Ngủ nữa không. Thùng xoài cũng ngon. Dạ, trộn luôn, trộn nhất luôn. Ừ. Rồi trộn khế được không? Ngon không? Thế cái ngon của khế riêng mà cái xoài cũng ngon quá. Cái đợt đầu tiên ra nhà con đó con trộn đó. Bữa nhậu có nó là xoài. Thầy đó nãy ở em bên rất ngon. Để miếng mà gọi lên. Không bao giờ quên ba gọi ha. Con tôm lên. Bỏ trái ớt lên. Mời cả nhà nha. Ôi ớt cay quá, nãy cắn giờ tới giờ chưa hết cay. Mời cả nhà. Có bà gọi là ngon. Khó chấm. Bà gọi mày đỉnh hả? Sao vậy? Dính con ơi. Đúng rồi nè, em chịu lấy dính giữa chỗ kẹt. Miếng mỡ. Đây cũng có mỡ hả? Mỡ nhiều mà. Lựa mỡ hả? Mỡ nhiều quá. Út thích ăn mỡ. Bà Hứa này ai có răng cứng, cắn cái càng dữ lắm này, càng đó, thịt không à. Em khoái cái càng bằng béo. Nó vỗ cái càng có ngay được, ngay nát luôn á. Nó dở. Ừ, vậy mà cái ngoe lại mà không vậy nát. Ừ. Cái ngoe nó dai. Đó. Ừ, bây giờ cho nhỏ tàu đó. Em làm khoái cái ăn mặn vậy nè anh con. Mặn mặn cho em khoái. Tới cái mặn luôn đó. Mặn béo. Ba Khía là mặn béo hả? Ừ. Còn Út là thôi, Út là dạng mặn mồi hả ta? Ngành nát luôn á. Dạ. Không, bữa nay được mấy trái khế chua mình trộn vậy ăn nó mới ngon. Chứ mấy chú cháu mình nó thì thích ăn Ba Khía mà rồi nhà làm đó, mình làm liên tục thì ăn cái gì cũng vậy, cái nhà ngon thì ngon nhưng mà mình ăn thường xuyên thì nó sẽ bị ngán. Nhưng mà mình sẽ đổi khẩu vị, ví dụ mình trộn thêm khế, như bữa nay gia đình mình trộn khế nè, thì trộn cốc, trộn xoài rồi đó, thì nó cũng êm lắm, đổi khẩu vị nó chua chua lại. Bữa nào mấy chú cháu mình biết trộn gì đó, cà pháo á. Bao mỏng mỏng ra trộn ngon. Đúng bài cà pháo hay ly cười tủm tỉm rồi kìa.